đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước đối thủ Indonesia trong trận đấu vào tối ngày 7 tháng 6. Trước phần thể hiện của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội bóng. Đây là nguồn động viên kịp thời giúp đội tuyển Việt Nam có tinh thần tốt, tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc. Dù đội bóng xứ Vạn Đảo được đánh giá là ẩn số đối với tuyển Việt Nam khi vừa cầm hòa Thái Lan 2-2 trong trận đấu ngày 3 tháng 6, nhưng mọi chiến thuật của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đều bị đổ bể hoàn toàn khi đối đầu tuyển Việt Nam. Dù Indonesia chơi rất rát, sẵn sàng vào bóng nguy hiểm, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được cái đầu lạnh, liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm cho khung thành đội tuyển Indonesia trong suốt hiệp 1. Với sự ổn định và lối chơi thông minh, đội tuyển Việt Nam thi đấu chắc chắn ở hiệp 2 và liên tiếp mang về cơn mưa bàn thắng, thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ bóng đá nước nhà. 4 bàn thắng lần lượt được ghi nhờ công của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh giúp Việt Nam giữ chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng bảng G của vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia vào lúc 20h45 phút theo giờ địa phương, tức 23h45 phút giờ Việt Nam ngày 11 tháng 6 tới. Tải app kênh 14.vn ngay hôm nay để cập nhật tin tức mới nhất về giải trí, xã hội và đời sống giới trẻ.